Nhà Harry Won là mấy chị em? Dạ, bản thân em thì 4 chị em. 4 chị em? Dạ. Ui. Em là chị cả. Em là chị cả. Lúc em sinh ra là rất là to. Em cũng là 4 ký 3. Wow. Nghe nói là em mà vừa mới sinh ra cái là em ỉ luôn. Tại vì bên Hàn Quốc là ăn xong mà nó ỉ luôn á, là nó rất là có phước á. Dạ, bên Hàn Quốc. Ta sẽ trao đổi một chủ đề hết sức là gia đình. Mà anh nghĩ là đúng là trong các câu chuyện của nhập gia tùy tục thì thường những câu chuyện liên quan đến chủ đề gia đình là những câu chuyện mà anh em mình cãi nhau được nhiều nhất. Tại vì tất cả chúng ta đều có rất nhiều những thông tin về xung quanh cái việc này để cãi nhau. Thì ở Việt Nam thông thường ấy, gặp nhau ngày trước mà các cụ hay là bây giờ mình về quê, những cái vùng quê thì luôn luôn các cụ hỏi nhau là thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Và dạ cháu năm nay là bằng này tuổi. Thế nhà được mấy anh em? Các cụ rất quan tâm là nhà có bao nhiêu anh em. Tại vì ngày xưa thì các cụ nói thật là đẻ rất nhiều. Như là ông ngoại anh là 10 người con, ông nội anh, bà nội anh là cũng 10 người con. Ui, nhà mà bà khỏe thế. Thứ hai năm mà các cụ đẻ dễ lắm. Mà anh có rất nhiều các cậu, các dì có những cái tên rất đặc biệt. Ví dụ như tên là Bụi. Hỏi là tại sao gọi là Bụi? Bởi vì là đang gánh nước qua đúng cái bụi cây thì đẻ. Đẻ luôn là bụi cây, đặt luôn tên con là Bụi. Thế thôi. Em quen một người tên là Lẩu. Mà là Lẩu. Hỏi anh ấy tại sao tên là Lẩu, anh ấy bảo là không biết. Tức là chắc có khi là đang bà mẹ đang ăn lẩu thì đẻ. Đang ăn lẩu thì hốt. Thế là nhà Valen là được mấy anh em? 4. Còn Elena, nhà em là được 3. Mấy? 3 người. Em chị cả. Thấy không? Phong thái chị cả. Con trai thì kém 2 tuổi, còn em gái thì kém 18 tuổi. Em gái của em là để Việt Nam. Thì lúc đó là em đưa em đi ra bệnh viện. Vì là bố không được vào. Là em phải vào bệnh viện để em đỡ đẻ cho mẹ. Tức là mẹ không biết tiếng Việt. Là em phải vào để em phải dịch. Thì cái người đầu tiên bé em gái là chính là em. Và lúc đó em gái của mình rất là to. Nó được 4 ký 3. Em nhớ đến tận bây giờ là nó nặng 4 cân 3 luôn. Tất nhiên là vì em bé nó. Vì là lúc mẹ vừa đẻ xong là người ta không làm gì. Người ta lau rửa xong rồi đưa cho em thôi. Là em đang cầm 18 tuổi. Em đang cầm được con không biết làm gì luôn. Ôi giời, thế là thôi. Mình tập dần dần thôi. Nhưng mà được cái là sau đó mình để con cún thì cái gì cũng biết luôn. Kiểu than thở của bà nội trợ. Đến lúc nó 6-7 tuổi nó vẫn còn thỉnh thoảng gọi em là mẹ. Tức là nó quen thầy là mẹ thì cả ngày đi làm. Còn hai chị em thì cứ suốt nghèo bóp nhau. Còn Mikachu là con một đúng không? Mẹ chỉ có Mika thôi. Còn bố có một con nữa là em gái của em. Và em gái của em năm nay là 13 tuổi. 13 tuổi. Tức là cũng tương đối thì xa đúng không? Xa, 17 tuổi. Thì em không biết tiếng Việt là gì, là bố chúng mẹ khác. Cha khác. Nhà Harry Won là mấy chị em? Dạ, bản thân em thì 4 chị em. 4 chị em? Dạ. Ui. Em là chị cả. Em là chị cả. Lúc em sinh ra là rất là to. Em cũng là 4 ký 3. Wow. Chị cũng 4 ký 3. Dạ. Chị. Em là con đầu mà mẹ em đẻ ra 4 ký 3. Đẻ thường nó rất là mệt mỏi vậy. Nghe nói là em mà vừa mới sinh ra cái là em ỉ luôn. Tại vì bên Hàn Quốc là ăn xong mà nó ỉ luôn á, là nó rất là có phước á. Dạ, cho nên Hàn Quốc được là được khen. Nhà em có 4 anh chị em luôn. Nhưng mà mẹ em lại sắp xếp một cách nó vi diệu anh ạ. Trai, gái, không là cả đâu. Wow. Anh cả, rồi đến chị, rồi đến em, rồi một em gái nữa. Rồi, vâng. CJ, em cũng là con thứ 3. Cũng là con thứ 3. Em cũng con thứ 3. Rồi. Và em cũng sinh ra 4 con 6 và con em bây giờ cũng sinh ra 4 con 6. Wow. Vâng, vợ em phải chuyển dạ 33 tiếng không ra nổi. Thì bác sĩ bảo là nếu mà có bác sĩ nào trên thế giới này có thể cho con này đi qua đường này, tôi sẽ nghỉ hưu luôn. Con này đi qua đường này. Bác sĩ nói thế luôn. Xong cuối cùng là phải đẻ mổ. Phải đẻ mổ luôn. Từ lúc mà mẹ em bước vào bệnh viện đến lúc em sinh ra thì chưa được 10 phút. Wow. Và là bây giờ cơn. Bác sĩ bảo là chờ một chút, mà mẹ em bảo là Bây giờ. thôi ok, bởi vì là con thứ 3 bác sĩ cũng biết mẹ em là có kinh nghiệm chứ không phải là hoang mang thôi. Hay là ok vào đi để luôn rồi hay xong. Và rất là khỏe, rất là ok. Ôi, lúc đấy đã khóc được rồi. Khóc được rồi. Thế bảo sao gì? Bây giờ nói nhiều rồi. Thì đó. Sướng nhất là ở giữa đấy, được chiều. Kiểu gì anh được ơi, chiều. Anh nhầm đấy, em ở em cũng nghĩ đấy, là hơi nhầm á, ở giữa hơi mệt. Hồi giữa anh ơi, bố thì giao việc cho anh cả, anh đúng cả rồi. Thì anh nhìn vào mặt. Làm đẹp. Cưng đứa cuối cùng. Thì là anh hơi nhầm, em khổ lắm. Trong nhà em là trẻ nhất và có 3 chị lớn. Ba chị lớn, sống rất sướng, rất dễ. Cố được con trai đấy. Em là gọi là đẻ cố đấy, là đẻ cố để thêm một đứa con trai. Bây giờ cái này câu này là phải vote này. Nhớ like, share, theo dõi Nhập Gia Thủy Tục và các chuyên mục hấp dẫn tại đây.